Thức ăn chứa canxi gồm những loại nào? Như các mẹ đã biết, canxi đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sự phát triển của bé. Thiếu canxi sẽ dẫn đến tình trạng còi xương, chậm lớn, thần kinh kém. Vì vậy, bổ sung những thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn hàng ngày cho bé là rất quan trọng. Video này sẽ giúp mẹ xây dựng được cho bé thực đơn phù hợp tầm quan trọng của canxi với sự phát triển của bé. Trước khi tìm hiểu những loại thức ăn chứa canxi tốt cho bé thì việc tìm hiểu được tầm quan trọng của vi chất này rất cần thiết. Bạn có biết trong cơ thể chúng ta 99% lượng canxi tập trung ở xương và răng. Vì vậy, trong quá trình phát triển của bé, canxi có vai trò không nhỏ với hệ xương và răng. Theo báo cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, canxi mang lại rất nhiều công dụng không chỉ ở xương mà canxi còn tham gia vào các hoạt động sống của cơ thể nó còn tăng cường hệ miễn dịch cũng như giúp cho hệ tim mạch hoạt động ổn định hơn những bé thiếu canxi sẽ khiến bé kém ăn còi xương chậm lớn răng mọc không đều đặc biệt những bé sơ sinh có dấu hiệu dụng tóc vành khăn bé hay quấy khóc nổi cáu do vậy mẹ hãy tham khảo những thực phẩm dưới đây để bổ sung thực phẩm chứa canxi cho con hợp lý những thức ăn chứa canxi cần có trong thực đơn của bé những thức ăn chứa canxi thực ra rất đa dạng. Mẹ có thể tìm thấy chúng dễ dàng. Dưới đây là gợi ý một số loại thực phẩm giàu canxi dễ chuẩn bị cho bé mẹ có thể tham khảo. Thức ăn chứa canxi, quả sung. Quả sung được xem là thực phẩm vàng cung cấp canxi cho cơ thể của bé. Nếu đang không biết bổ sung thức ăn giàu canxi nào cho con để khắc phục tình trạng còi xương thì đừng bỏ qua loại quả này nhé. Theo nghiên cứu, nếu bé ăn khoảng 8 quả sung một ngày thì lượng canxi cung cấp cho cơ thể sẽ là 241mg canxi. Bên cạnh đó, quả sung cũng rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Thức ăn giàu canxi, sữa và các chế phẩm từ sữa. Sữa là một trong những thức ăn có chứa hàm lượng canxi lớn và cực quan trọng với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ mỗi loại sữa lại chứa trong mình hàm lượng canxi cùng những dưỡng chất chính vì vậy khi mua sữa mẹ cần phải hiểu được thể chất của con mình để từ đó chọn cho con được loại sữa phù hợp nhất bên cạnh sữa bột sữa tươi thì mẹ có thể bổ sung thêm vào những bữa ăn phụ của con phô mai sữa chua thức ăn dầu canxi cá mòi cá mòi cũng là thức ăn chứa canxi mẹ nên nghiên cứu để thêm vào thực đơn cho con hàm lượng canxi trong cá mòi được đánh giá tương đương với cá hồi Bên cạnh đó, trong cá mòi còn có chứa vitamin B12 rất lớn. Nó giúp cho hệ thần kinh phát triển hoàn hảo. Mẹ có thể nấu canh chua cá mòi hoặc kho cá mòi cho bé ăn. Nhưng mẹ cần đảm bảo an toàn cho bé khi ăn nhé. Bởi cá mòi rất nhiều xương. Thức ăn giàu canxi, đậu phụ. Đậu phụ là một trong những loại thức ăn rất giàu canxi cho cơ thể. Nó đảm bảo cho hệ xương của trẻ phát triển đồng đều và toàn diện nhất. Bên cạnh đó, đậu phụ còn chứa hàm lượng chất xơ và vitamin tốt cho hệ tiêu hóa. Mẹ có thể kết hợp đậu phụ với những thực phẩm khác để kích thích cảm giác thèm ăn cho bé. Thức ăn giàu canxi, đậu trắng. Đậu trắng cũng được các mẹ nghiên cứu và xếp vào nhóm những thức ăn nhiều canxi tốt cho bé. Những hạt đậu trắng mặc dù nhỏ bé là vậy, nhưng bản thân của nó lại chứa hàm lượng canxi cực lớn. Bên cạnh đó, trong đậu trắng còn nhiều chất xơ, protein và sắt tinh bột mẹ có thể nấu chè trộn cùng với những loại thức ăn khác cho bé hàng ngày thức ăn chứa canxi bông cải xanh bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh đây không chỉ là một loại rau xanh mà còn là một trong những loại thức ăn chứa canxi dồi dào bông cải xanh còn chứa lượng vitamin và khoáng chất dồi dào nhưng với trẻ nhỏ không phải bé nào cũng thích ăn rau vì vậy mẹ nên dựa trên sở thích của bé mà có những cách chế biến thích thích hợp từ đó có thể vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại kích thích bé ăn ngon miệng. Thức ăn giàu canxi, cua biển. Nhắc đến thức ăn chứa canxi, chúng ta không thể không nhắc đến cua biển. Trong cua biển có chứa hàm lượng canxi lớn. Ngoài ra, trong cua biển còn có protein, chất béo, kẽm, vitamin A và C. Bổ sung cua biển và thực đơn cho con là một ý hay. Nó vừa cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, lại tăng cường sự chắc khỏe của hệ xương. Tuy nhiên, mẹ không nên cho trẻ ăn quá nhiều cua biển. Lượng protein trong cua có thể gây quá tải với hệ tiêu hóa của con. Thức ăn chứa canxi, hạt vừng. Hạt vừng cũng là thức ăn chứa canxi, tốt cho sự phát triển của xương khớp và trí não của các bé. Với một thìa hạt vừng bạn sẽ cung cấp cho con 88mg canxi cho cơ thể của bé. Bên cạnh đó, hạt vừng cũng chứa hàm lượng kẽm, đồng lớn. Nó giúp cho hệ xương, răng của bé chắc khỏe hơn. Mẹ có thể nướng hạt vừng để trộn với salad hoặc cũng có thể xay làm muối vừng cho bé ăn cơm. Lưu ý khi bổ sung thức ăn chứa canxi cho bé. Để đảm bảo cơ thể bé hấp thụ đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là canxi trong các loại thức ăn, vậy trong quá trình bổ sung thức ăn giàu canxi cho bé mẹ cần lưu ý những vấn đề sau. Đa dạng hóa các loại thức ăn chứa canxi. Để giúp bé có hứng thú với những món thức ăn chứa canxi mẹ nên đa dạng hóa các loại thực phẩm cung cấp cho con các nguyên tố vi lượng khác cũng có vai trò kích thích hấp thu canxi trong ruột bên cạnh đó ngoài sự cung cấp cho con nguồn canxi tự nhiên cho bé mẹ cũng nên kết hợp với những thực phẩm chức năng bổ sung canxi bổ sung lợi khuẩn tiêu hóa cho trẻ bên cạnh việc tập trung vào dinh dưỡng thì trang bị cho con một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng là điều cần thiết bằng cách bổ sung lợi khuẩn amano enzyme gold giúp trẻ hấp thụ được toàn bộ lượng canxi trong thức ăn. Ngoài ra, việc này giúp trẻ tránh được các triệu chứng như khó tiêu, đầy bụng, táo bón, tiêu chảy khi ăn. Trong sản phẩm cốm tiêu hóa amano enzyme gold cũng có một lượng canxi vừa đủ với nhu cầu của bé. bổ sung vitamin D cho cơ thể. khi bạn bổ sung thức ăn chứa canxi cho bé thì cũng đừng quên bổ sung cả vitamin D nữa nhé bởi vitamin D sẽ giúp cơ thể chuyển hóa và hấp thụ canxi. Vitamin có chứa năng như là người vận chuyển canxi đến các tổ chức xương, răng. Ngoài việc bổ sung những thực phẩm chức năng có chứa vitamin D thì hàng ngày mẹ nên cho bé tắm nắng. Mỗi ngày tắm nắng 1 đến 2 tiếng rất tốt cho sự phát triển về thể chất của trẻ. Tập luyện thể thao thường xuyên. Bên cạnh việc bổ sung thức ăn giàu canxi thì mẹ cần tạo cho con thói quen rèn luyện thân thể hàng ngày bởi thể thao mang đến nhiều lợi ích nó giúp nâng cao sức đề kháng tăng cường trao đổi chất cho cơ thể quan trọng nhất nó giúp đẩy nhanh khả năng hấp thu canxi vào trong cơ thể bé canxi là một trong những thành phần dinh dưỡng vô cùng quan trọng với sự phát triển toàn diện của bé vì vậy việc bổ sung những thức ăn chứa canxi vào thực đơn cho bé là rất cần thiết hy vọng những thông tin được cung cấp trong video này sẽ giúp cho mẹ có thể xây dựng được thực đơn hợp lý từ đó giúp con phát triển toàn diện nhất xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo